Thưa quý vị, trên tay Mỹ Nhật là một quả gấc. Đây là một loại quả rất là quen thuộc với tất cả mọi người, nhưng mà không phải ai cũng biết hết tác dụng của nó, cũng như là việc vận dụng quả gấc này vào trong việc chế ra các bài thuốc chữa bệnh cho sức khỏe của chúng ta. Và trước khi chúng ta tìm hiểu một vài mẹo nhỏ từ quả gấc, xin mời quý vị cùng xem qua đoạn clip sau. Nhắc đến quả gấc, hầu hết người dân Việt Nam đều biết đến một loại quả có gai màu đỏ, dùng ruột để nấu xôi, vừa ngon vừa bổ. Thế nhưng, ít người biết tác dụng thần kỳ của nó đối với sức khỏe. Nhiều công trình khoa học đã cho thấy hàm lượng beta-carotene trong quả gấc cao gấp 15,1 lần cà rốt và gấp 68 lần cà chua. Ngoài ra, trong quả gấc có chứa lycopene, vitamin E và các thành phần của chất chống oxy hóa, giúp chống lão hóa, phòng ngừa sạm da, trứng cá, khô da, rụng tóc, mụn nhọt, chống suy dinh dưỡng ở trẻ nhỏ. Chính vì thế, ngày nay, ngoài việc sử dụng gấc như một loại trái cây tự nhiên để nấu xôi, ngành công nghiệp thực phẩm, mỹ phẩm và dược phẩm cũng đã tận dụng nguồn nguyên liệu quý giá này để sản xuất ra những chế phẩm giúp cung cấp nguồn dinh dưỡng quý giá cho con người. Các cái thành phần có trong dầu gấc thì cái nổi bật lên đó là cái chất beta-carotene, tức là tiền vitamin A đấy. Nhưng mà cái chất beta-carotene tiền vitamin A thì nó có rất nhiều lợi thế. Nó khi mà nó vào trong dạ dày ruột nó thu thì nó mới chuyển hóa thành vitamin A. Còn lại thì cái chức năng chính của nó là làm cái nhiệm vụ chống lão hóa và chống oxy hóa. Cái chất thứ hai đó là cái chất lycopene, cái hàm lượng lycopene mà có trong cái dầu của trái gấc Việt Nam giúp cho các nhà khoa học đạt được cái hàm lượng để mà điều trị những cái bệnh mãn tính, ví dụ như là viêm gan, xơ gan. Dưới cái sự nghiên cứu kỹ lưỡng của khoa học thì cái dầu gấc nó giúp cho cái ngăn chặn những cái bệnh về mắt, ví dụ như khô mắt dẫn tới mù lòa, hay là những cái viêm giác mạc, hay là cận thị, vân vân. Thưa quý vị, xem qua đoạn clip vừa rồi thì chắc chắn quý vị cũng đã biết thêm rất là nhiều tác dụng tốt từ quả gấc, ngoài việc nấu xôi gấc hay những món ăn khác như là chả giò gấc, chè gấc vân vân, thì còn có một tác dụng khác nữa, đó chính là chế ra một số bài thuốc để chữa bệnh cho cơ thể của chúng ta. Và Mỹ Nhật sẽ hướng dẫn cho quý vị một trong những loại đó, đó chính là dầu gấc, có tác dụng là giúp sáng mắt, chữa còi xương và suy dinh dưỡng ở trẻ em. Cách làm rất đơn giản như sau. Quả gấc tươi thế này, chúng ta sẽ bổ làm đôi. Sau khi đã bổ quả gấc làm đôi, chúng ta sẽ lấy phần thịt gấc này ra. Chúng ta sẽ mang cái này đi phơi. Chúng ta sẽ trải đều ra và phơi cho đến khi nó hơi săn lại. Cái này là một số hạt gấc đã được phơi rồi. Nó sẽ sẫm màu hơn nữa và khô hơn. Và với thịt gấc đã phơi này, chúng ta sẽ tách cái phần thịt ra khỏi phần hạt. Rất là dễ dàng để tách cái phần thịt này ra. Chúng ta sẽ có được một lớp cơm gấc mỏng thế này và bên trong là hạt. Nhưng mà quý vị ơi, đừng bỏ hạt nhé, bởi vì từ cái hạt này chúng ta vẫn có thể làm được rất là nhiều điều thú vị khác nữa. Với phần thịt gấc này, chúng ta sẽ sắc nhỏ ra để làm dầu gấc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng vào bếp để làm dầu gấc cho quý vị. Với gấc đã chuẩn bị sẵn này, chúng ta sẽ cho vào một cái chảo đã được đun nóng. Và tiếp đến, chúng ta cho dầu ăn vào. Quý vị lưu ý là lượng dầu ăn phải ngập cái phần gấc này. Và sau khi miếng thịt gấc đã săn lại như miếng tóc mỡ thế này rồi quý vị, thì chúng ta sẽ tắt lửa và lấy phần xác gấc này ra. Và để đảm bảo cho phần dầu gấc của chúng ta sẽ bóng đẹp và không có bị lợn cợn, thì chúng ta sẽ lọc cái phần dầu này một lần nữa qua một cái rây. Thưa quý vị, sau khi thực hiện xong thì chúng ta có một hỗn hợp dầu gấc sệt sệt như thế này. Màu rất đẹp đúng không quý vị? Và để bảo quản dầu gấc này, chúng ta chỉ cần cho vào trong lọ hay chai, đậy nắp kín và để trong bóng tối, sử dụng trong một năm. Và bây giờ sẽ là một cách chữa bệnh khác từ gấc. Sở dĩ lúc nãy Mỹ Nhật nói quý vị là chúng ta không nên bỏ đi cái hạt gấc này là có lý do đó quý vị. Chúng ta sẽ làm rượu gấc từ hạt gấc này. Những hạt gấc khi chúng ta đã tách ra thì chúng ta sẽ mang nướng trên than củi cho đến khi cái hạt gấc nó hơi vàng đều một tí xíu. Và chúng ta sẽ đập ra. Và sau khi tách cái vỏ của hạt gấc ra thì chúng ta có cái phần thịt của hạt gấc thế này. Đây là một số hạt Mỹ Nhật đã tách ra rồi. Và với phần hạt này, chúng ta sẽ mang đi sắc nhuyễn hoặc đập dập ra nữa thì chúng ta sẽ ngâm rượu mới được.
Rồi sau đó chúng ta sẽ cho vào trong một cái hũ nhỏ này hay là một cái lọ lớn hơn, tùy vào cái liều lượng mà quý vị muốn làm rượu gấc. Chúng ta sẽ đổ rượu 45 độ xấp xỉ ngang với bề mặt của gấc thế này. Và sau 120 phút, có nghĩa là 2 tiếng đồng hồ, chúng ta đã có thể sử dụng được rồi. Rượu gấc thì có tác dụng tốt trong việc trị đau khớp, trị nhức răng hay một số vết thương ngoài da. Và khi dùng, chúng ta chỉ cần lấy bông gòn thấm vào cái rượu gấc này và xoa nhẹ lên các vùng tổn thương thì sẽ có tác dụng rất hiệu quả. Thưa quý vị, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau chia sẻ về cách làm dầu gấc cũng như là rượu gấc. Tuy đơn giản thôi, nhưng có nhiều người vẫn cho rằng nó khá là khó làm và mất nhiều thời gian. Hơn nữa, gấc là một loại quả chỉ có một mùa trong năm thôi, và cái vị của quả gấc tươi thì không phải ai cũng dùng được. Vì thế, quý vị có thể bổ sung bằng cách sử dụng các loại dầu gấc viên nang để uống. Đây là dầu gấc viên nang, hoặc các loại dầu gấc trong chế biến thức ăn. Đây là những loại có chứa đầy đủ các hàm lượng beta-carotene, lycopene, vitamin E và các vi chất rất cần thiết cho cơ thể của chúng ta để phòng chống bệnh, giúp bổ sung vi chất cũng như là tăng cường sức đề kháng cho bản thân và cho cả gia đình. Nhưng mà khi sử dụng dầu gấc thì quý vị cũng đừng bỏ qua những lưu ý sau. Khi cho trẻ ăn, mỗi bát cháo có thể bổ sung 1 đến 2 muỗng cà phê dầu gấc. Chỉ nên bổ sung dầu gấc khi cháo chín và đã tắt bếp để giữ vitamin có trong dầu gấc. Phụ nữ có thể uống hoặc đắp mặt nạ bằng dầu gấc để làm đẹp da. Nên lựa chọn những sản phẩm dầu gấc uy tín, chất lượng để đảm bảo sức khỏe cho gia đình. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau tìm hiểu một số tác dụng rất tốt của quả gấc. Minh Nhật cũng hy vọng rằng sau chương trình này, quý vị đã có thêm một số kinh nghiệm trong việc dùng quả gấc để làm đẹp da cũng như là chữa bệnh cho cơ thể của chúng ta nữa. Quý vị có những thắc mắc hay những góp ý gì về cho chương trình, xin mời hãy gửi vào địa chỉ email vui sống mỗi ngày a@chuthi.com.vn. Minh Nhật và chương trình xin cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt.